Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ review cho cả nhà cái quan cảnh của nhận cái bằng ra trường của Đại học Quốc gia. Đó, mọi người giờ đang tranh thủ livestream chụp hình rồi nha. À, mẹ bả bả với bà tiền nôn quá là đi lên chụp. Hai bà chụp hình chứ. Ở đây là quang cảnh của Đại học Quốc gia lúc 5 giờ sáng nha mọi người. Tranh thủ đi sớm, đang ai cũng người thân đâu, người ta chụp hình livestream nhiều lắm nha. Đây là thằng cháu mình nè, thằng tem từng làm tem vlog của cũ nè, đây làm bác sĩ nha. Đây bà Tám nè, đó đẹp chưa? Rồi để chụp chân bôi. Đó rất là nhiều. Này còn sớm nha mọi người, tí xíu nữa bắt đầu ơi. Đã tới mấy đông. Tí xíu nữa mình review cái lúc đông cho mọi người coi nha. Rồi đây là cái quang cảnh của hội trường nè, lễ tốt nghiệp bác sĩ dược sĩ năm 2022. Hiện giờ là cũng 7 giờ sáng nha mọi người, cũng tương đối hơi đông rồi đó. Người nhà đồ của các bác sĩ rồi nè, đông lắm. Nói chung là khung cảnh tương đối đông lắm nha. Từ xa khu vực này rất là rộng luôn, rộng dữ lắm. Đó, người nhà bây giờ là đông nhiều rồi đó nha. Này là ở căng tin quán ăn mà mình phải lấy mua phiếu ở đây nha, xong rồi lại đây nè. Đó, phải đứng xếp hàng vậy nè, đứng xếp hàng chờ bún nha, đứng xếp hàng chờ bưng lại. Rất là đông người ăn luôn nha. Nói chung là phụ huynh á, phụ huynh mà đi theo con mình á, có đói bụng thì ghé vô căng tin này. Đây phục vụ bún bò 35.000 tô. Mua phiếu xong đứng chờ nha mọi người, chờ bưng lại bạn ăn. Đó, bún bò nè mọi người, 35.000 tô ở trường Đại học Quốc gia nha. Đó, mình phải tự lấy muỗng đũa, tự phục vụ. Tô bún bò nè, 35.000, ăn cũng được. Gia đình mình đang ăn nè. Đó, ăn đi, ăn tự nhiên. 20.000. Bác sĩ này nha, đó bác sĩ nó đang ăn nè. Này em trai bác sĩ, này mẹ bác sĩ, này cha bác sĩ. Còn tôi là người quan trọng của bác sĩ, cho nên tôi ngồi sau camera. Rồi chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Coi bà già này ở nhà quê mới lên, bà luồn xuồng nè. Đó cháu phải làm bác sĩ, bà nôn quá. Bà luồn xuồng thấy thương gì đâu á. Đó chụp hình kìa, đó. Đó, mừng lắm nha quý vị. Bà già này cháu phải bác sĩ, bà mừng dữ lắm luôn. Vô không, ta đi ra ngoài ta chụp, ta đi ra ngoài ta chụp tự nhiên chụp ngay cái vách tường không có chữ gì trơn. Ôi bà ngoại ơi, bà ngoại mới lên ở dưới quê. Ôi bà ngoại đi ỉn luôn kìa. Đó đông quá trời đông, tí xíu nữa cái phiếu này nè. Đó cái phiếu này mình được vinh dự vào trong đó nha, để dự lễ. Ôi, người nhà ai cũng vinh dự, ai cũng là rất là vui. Đó. Đây mẹ bác sĩ nha mọi người. Đó. Còn mình chỉ là mẹ nuôi của bác sĩ à. Mọi người thấy không? Có cái phiếu này mới được vô cái hội trường đó nha. Đó, nếu không là người ta không có cho vô. Và mình đã vinh dự được một phiếu. Đây.
Đây, phiếu lễ tốt nghiệp đó, tí xíu nữa mình sẽ vô. Vinh dự lắm mới được ngồi ở đây nha quý vị. Đây nè, phụ huynh người ta toàn là cha mẹ bác sĩ không đó nha. Rất là vinh dự khi được ngồi ở đây nha. Cha mẹ của các tầng bác sĩ, dược sĩ rồi. Trên lầu nhiều lắm đó nha, mình quay qua hết. Khu trước này là cho mấy bác sĩ ngồi đó. Ở đây là phụ huynh nè. Người ta đem hoa rất là nhiều để tặng cho con ta. Xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ. Các người bệnh hết lòng hết sức phục vụ sức khỏe nhân dân là đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y nhưng từ mẫu. Bố khiêm tốn đầm. Cái gia đình tôi nè, đi người ta đi có người hai người, gia đình tôi đi ngồi ghế súp luôn á. Phụ huynh ta đi có nhà có 3-4 người à, gia đình tôi đi nguyên một cái dãy ghế súp này nè, xong rồi tới nguyên dãy này nữa nè. Đây nè, đó đó bà ngoại đó, quá trời luôn, quá trời quá đất. Hình cháu bà vậy đẹp không? Xin chúc mừng ông bác sĩ Trà Sà Bạc.